Chào các bạn, trên tay mình là một cái bóng led T8 này các bạn. Bóng led T8 đã bị hỏng và mình đây là một cái bóng đèn cũ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái bóng này để mình làm những cái đèn đèn dự phòng hoặc đèn đi du lịch, sử dụng điện 5V từ những cái cục sạc dự phòng, khá là tiện lợi nha các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào công việc. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở ra, đây là nó có cái ngàm này, chúng ta sẽ dùng cái vít hoặc một cái nhíp, các bạn lấy nhẹ cho nó trượt khỏi cái chấu nè. Chúng ta sẽ tiến hành tháo. Thì đây là cái phần nguồn cấp cho bo các bạn, thì mình đã tháo về rồi. Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta lấy đèn và bo mạch ra. Rồi. Đây là phần bo mạch và đây là phần nguồn để cấp cho dây đèn các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bóng. Thì để kiểm tra những cái bóng led dây như thế này, các bạn sử dụng cho mình một nguồn khoảng 12V. Chúng ta sẽ nối tiếp một điện trở là 1K nha các bạn, 1K để nó hạn dòng và chúng ta đo thì nó sẽ không có bị đứt bóng nha các bạn. Đây thì vị trí này là cộng các bạn, cộng vào bóng đầu tiên, thì chúng ta sẽ tiến hành nguồn cộng bên này chỗ này và các bạn sẽ đo cho mình. Các bạn đo một lần khoảng vài bóng nha các bạn. Đây. Thì nó bị đứt nha các bạn. Đây, các bạn đo vị trí 3 bóng. Đây. Đây. Thì các bạn thấy một mắt của nó là 5 bóng nha các bạn. Thì tùy theo cái dây đèn, có dây đèn thì một mắt của nó là 2 bóng, còn đối với dây T8 này mắt của nó là 5 bóng nha các bạn. Đây. Và chúng ta sẽ tiến hành đo dài dài lên. Và mình đã chọn được một cái đoạn này. Cái đoạn này là đèn nó còn sáng nha các bạn, nó còn sáng liên tục nên mình dùng một cái đoạn này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 7 mắt. Vì sao sử dụng 7 mắt? Bởi vì là một mắt của nó là bóng này bóng 3V thì 7 mắt của nó là 21V. Thì cái nguồn mức nguồn khoảng 21V đó là được nha các bạn. Và 7 mắt ở đây thì mỗi mắt này là 5 bóng, thì mình sẽ chọn một cái đoạn là 35 bóng nha các bạn. Sau khi các bạn chọn được một đoạn như thế này thì ở đây các bạn sẽ cạo một đầu đây để nguồn, và bên này cũng vậy, chúng ta sẽ tiến hành cạo một đầu. Thì hai đầu này là chính chúng ta sẽ hàn dây nguồn,
Nhưng vì cái dây nguồn ở đây mà bây giờ chúng ta kéo ngược dây về đây thì nó sẽ vướng đó các bạn. Nên các bạn sẽ nối sang một cái đường mạch kế bên. Thông thường những cái bo này nó sẽ có một cái đường dây nguồn nó nằm dọc theo cái này các bạn. Đây. Thì các bạn sẽ nối cho mình từ vị trí này. Chúng ta sẽ nối sang đây, nối sang một cái đường đường mạch nó nằm chìm ở đây luôn các bạn. Đây. Và cái đường mạch khi nó đi về dưới này rồi thì chúng ta sẽ hàn vào đây. Như vậy thì cái dây điện chúng ta nó sẽ không có bị đi ngang qua, nó che đèn hoặc là nó lòn ở dưới này, nó sẽ vướng các bạn. Thì cái phần dưới này thường nó hay nằm sát phần mạch đó nè. Chúng ta sẽ hàn ở vị trí này. Và một cái phần quan trọng tiếp theo nữa thì các bạn sử dụng cho mình một cái mạch tăng áp như thế này. Cái bo mạch tăng áp này là rẻ tiền các bạn. Thì mạch tăng áp này ở đầu vào đây thì mình sẽ cấp nguồn 5V. Và chúng ta sẽ chỉnh cái biến trở này để điện áp ra nó là khoảng 20V nha các bạn. Mình không chỉnh 21V bởi vì 21V thì nó sáng tối đa, nó giống như nhà sản xuất làm á, thì nó bóng đèn nó dễ đứt các bạn, nên chúng ta chỉ chỉnh 20V. 20V đồng nghĩa với bóng là nó chỉ làm việc ở mức là 2V8 thôi, như vậy thì độ bền của nó sẽ cao hơn nha các bạn. Đây, cái mạch tăng áp. Và các bạn sẽ hàn cho mình một cái đoạn dây nè. Chúng ta sẽ dùng một cái đoạn dây hỏng như vậy, có cái dắt USB như thế này. Các bạn hàn vào đây. Và như vậy thì cái phần mạch bóng đèn đã xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau đây. Đây là cái phần nắp nhựa. Các bạn cũng có thể tháo rời ra được. Và chúng ta sẽ đo cái chiều dài của đèn bằng một đoạn tương ứng với lại cái phần máng này các bạn, và chúng ta sẽ cắt cho nó bằng với lại cái đèn. Thì sau khi cắt xong chúng ta được một đoạn như sau này các bạn. Mình sẽ đo cho anh em đây. Thì cái đoạn này nó tương ứng vừa với lại cái bóng đèn này các bạn. Đây. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ráp vào. Và cái bo mạch này thì các bạn cần chúng ta dùng giấy chúng ta cuộn lại cũng vẫn được các bạn. Đây, để cho nó cách điện. Cách điện với lại cái máng nhôm đó các bạn. Đây. Và chúng ta có thể ráp vào. Đây lại. Đây. Đây, các bạn sẽ đẩy lên như thế này. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành nha các bạn. Đây. Như vậy chúng ta đã có một cái đèn hoàn chỉnh các bạn. Và bây giờ mình sẽ test dòng cho các bạn xem nha, dòng tiêu thụ. Đây. Thì nguồn của mình đã là nguồn 5V nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xem dòng tiêu thụ nó bao nhiêu nhé.
thì dòng chúng ta khoảng là 638 mm các bạn. Đó, coi như là 0,64 A. Thì với dòng này các bạn, thì công suất của nó chỉ khoảng chừng đây là, bây giờ nó là 6,6 các bạn, 60,66, thì công suất của nó chỉ khoảng là 3,5W thôi các bạn, công suất khoảng 3,5W thôi. Thì với cái dòng là 0,66 ampe như thế này thì những cục sạc dự phòng chúng ta rất là tốt các bạn. Đây, thì công suất cái đèn này nó cực là sáng các bạn, rất là sáng, công suất rất là sáng, nhưng mà đó, các bạn thấy không, độ sáng rất cao nhưng mà công suất tiêu thụ của nó chỉ có khoảng 3,5W thôi các bạn, do đó rất là tiết kiệm điện các bạn. Đây, mình sẽ thử cục sạc dự phòng. Đây, rất là ổn định nha các bạn. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn cho các bạn làm một cái đèn dự phòng, một cái đèn đi du lịch sử dụng nguồn USB 5V khá là lý tưởng các bạn. Thì video đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.